Lời chúc như thế nào cho tình yêu của các bạn LGBT ạ?
Lời đầu tiên, Thái Bảo xin kính chào tất cả mọi người, tất cả các anh chị trong cộng đồng của mình. Nói chung thì tụi em không có gì nhiều, không có nhiều lời chúc lắm nha, bởi vì hiện tại tới bây giờ thì tụi em cũng mới quen nhau thôi. Cũng hy vọng là tất cả mọi người ở đây cũng sẽ đều có một cái tình yêu hoặc là mãnh liệt, thật là hạnh phúc. Cho dù không đi được lâu nhưng mà chỉ hy vọng là trong cái thời gian đó thì mình sẽ có được niềm vui trong cái khoảng thời gian đó. Còn chứ nó nói vậy không biết còn quen hay không nữa luôn á, thiệt sự. Và hai đứa nào nằm trên? Ở trên nhưng mà ở trên xuống đúng không? Rồi ok. Vậy